namo buddhaya namo buddhaya. Sri Lanka, tên chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Xã hội Chủ nghĩa Sri Lanka, từng được gọi là Ceylon trước năm 1952. Tiếng Việt xưa gọi là Tích Lan, nguyên gốc từ tiếng Phạn, được dịch là Lanka đáng kính. Si nghĩa là đáng kính trọng. Diện tích Sri Lanka khoảng 65.500 km², là một đảo quốc với đa số dân theo Phật giáo Theravada ở Nam Á, nằm cách khoảng 33 dặm ngoài khơi bờ biển bang Tamil Nadu phía nam Ấn Độ. Nước này thường được gọi là Hồng Ngọc Ấn Độ Dương. Dân số Sri Lanka hơn 20 triệu người. Ngày nay thủ đô của Sri Lanka là Colombo. Sri Lanka là nước đông dân thứ 53 trên thế giới, với tốc độ tăng trưởng dân số hàng năm là 0,79%. Người Sinhala là nhóm sắc tộc đông dân nhất nước, chiếm khoảng 74% dân số. Người Tamil Sinhalaka chiếm 18% dân số và chủ yếu tập trung ở vùng phía đông bắc đất nước. Những người Tamil trước kia được thực dân Anh đưa tới đây từ Ấn Độ với tư cách những lao động làm việc trên những cánh đồng, được gọi là người Tamil gốc Ấn Độ. Họ khác biệt với người Tamil bản xứ đã từng sống ở Sri Lanka từ thời cổ đại. Một lượng không nhỏ dân số người Mo, họ có nguồn gốc từ nhà buôn và người nhập cư Ả Rập. Họ chủ yếu sống tại các tỉnh phía đông. Ngoài ra có nhóm sắc tộc nhỏ khác như Burghers, lai con cháu người châu Âu và người Malay. Về sản xuất và xuất khẩu chè, cà phê, cao su và dừa, cũng có một nền kinh tế công nghiệp hiện đại và đang phát triển. Vẻ đẹp tự nhiên của những cánh rừng nhiệt đới Sri Lanka, các bãi biển và phong cảnh cũng như sự giàu có về các di sản văn hóa biến nước này thành những điểm đến nổi tiếng với du khách trên toàn thế giới. Sau hơn 1.000 năm dưới quyền cai trị của các quốc vương độc lập và từng bị sáp nhập vào đế chế Chola, Sri Lanka bị Bồ Đào Nha và Hà Lan chiếm làm thuộc địa từ thế kỷ thứ 15 trước khi bị chuyển qua tay đế chế Anh. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, nước này là một căn cứ chiến đấu quan trọng chống lại Nhật Bản. Một phong trào chính trị đòi độc lập đã xuất hiện trong nước vào đầu thế kỷ 20. Cuối cùng, Sri Lanka được trao trả độc lập năm 1948. Dù đã có một giai đoạn dân chủ ổn định và phát triển kinh tế, nước này đã bị tàn phá bởi cuộc nội chiến đẫm máu của người Sinhala nắm chính phủ và lực lượng ly khai của người Tamil lãnh đạo. Lực lượng này yêu cầu thành lập một nhà nước Tamil độc lập ở phía đông bắc Sri Lanka cho đến năm 2009, thì cuộc nội chiến mới ngừng hẳn. Sri Lanka có tỷ lệ viết chữ cao nhất Nam Á và đa số các nước đang phát triển khác, với hơn 96% biết đọc và biết viết. Tiếng Sinhala và tiếng Tamil là hai ngôn ngữ chính thức tại Sri Lanka. Tiếng Anh được khoảng 10% dân số sử dụng và phần lớn được dùng cho giáo dục, khoa học và thương mại. Phật giáo từ Ấn Độ được tỳ khu Mahinda, con trai của hoàng đế Maurya Asoka, đưa tới đây từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Phái đoàn Mahinda đã chiếm được lòng tin của vua là Devanandiya Isa, xứ Mahitale, vì vua quyết định theo tôn giáo mới và truyền bá nó trong khắp dân cư Sinhala. Các vương quốc Phật giáo tại Sri Lanka xây dựng một số lượng lớn các trường học Phật học và đền chùa và hỗ trợ việc truyền bá đạo Phật vào vùng Đông Nam Á. Gần 69 người dân Sri Lanka là tín đồ Phật giáo. Phật giáo Nam Tông là trường phái Phật giáo ưu thế gồm 3 dòng Dhammana Nikaya, Amara Buddha Nikaya cùng Sinh Nikaya. Phật giáo là quốc giáo tại Sri Lanka nhưng đã bị ảnh hưởng sâu rộng từ các niềm tin và truyền thống bản địa, cũng như ảnh hưởng bởi các trường phái Phật giáo khác của Đông Nam Á. Văn hóa Sri Lanka bị ảnh hưởng sâu sắc bởi Phật giáo, một tôn giáo quan trọng có ảnh hưởng lớn đến chính trị, văn hóa, xã hội Sri Lanka. Trong suốt hàng nghìn năm qua, hòn đảo này còn là nơi xuất phát của hai nền văn hóa truyền thống, văn hóa Sinhala, tập trung cả thành phố cổ Kandy và Anuradhapura, và Tamil tập trung tại thành phố Sakna. Gần đây hơn xuất hiện thêm nền văn hóa thực dân Anh và sau này là Sri Lanka. Đặc biệt, tại các khu vực thành thị và bị ảnh hưởng rất nhiều từ phương Tây, người Sri Lanka đều mặc đồ trắng, được xem như là quốc phục của họ, do ảnh hưởng bởi Phật giáo Nguyên Thủy từ thời Đức Phật.
người Phật tử được nhắc đến trong kinh Người Áo Trắng, gọi là Bạch Y Cư Sĩ trong tạng kinh điển Nikaya. Dù trải qua bao thăng trầm, biến động, nhưng với lòng tin, niềm yêu quý Phật giáo, người dân và vua chúa Sri Lanka qua các triều đại thà chấp nhận hy sinh quốc gia để bảo tồn Phật pháp cho đến ngày nay. Sri Lanka đã thành công trong việc duy trì và bảo vệ được tài sản vô giá thiêng liêng của dân tộc Phật pháp. Một khi người dân Sri Lanka vẫn một lòng nương tựa và bảo vệ Phật pháp, gìn giữ truyền thống văn hóa ngàn đời của tổ tiên cha ông để lại, thì Phật giáo sẽ còn là có mặt và phát triển mãi đến ngày mai sau.